Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh YouTube của mình. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng á cả nhà, và bây giờ là hiện tại khoảng 6 giờ rưỡi sáng. Thì ngày hôm nay là ngày vía thần tài á cả nhà, cho nên là hôm nay mình tính lên chợ Hóc Môn á coi có cái gì vui không. Tại vì bình thường á mỗi cứ ngày này và mỗi năm á thì người ta sẽ bán cá nướng nè, bán tôm và bán trứng á, kiểu bộ tâm sơn á cả nhà, cho rất là nhiều. Thì ở trên chợ Hóc Môn là mỗi lần mà bước lên chợ Hóc Môn là chỉ nghe cái mùi cá nướng thôi á, rất là thơm. Cho nên là hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà đi lên chợ Hóc Môn coi sẽ náo nhiệt như thế nào nha. Tại vì năm ngoái là mình thấy là như kẹt xe luôn á cả nhà. Kẹt xe ngay mấy cái khúc chợ là kẹt luôn, người ta đứng người ta mua cá nướng á. Ok, thì bây giờ mình đi chợ thôi. Cho nên là đường cũng khá là vắng. Với lại á, không biết sao chứ ở đây là mùng 10 tháng Giêng rồi, nhưng mà đường Hóc Môn cũng khá là vắng luôn. Và mình nghĩ là chắc tầm là ra Giêng á thì người ta mới vô Sài Gòn để người ta làm việc nhiều. Với lại cũng đang dịch Covid nữa cả nhà. Mình nghĩ luôn á cả nhà, tại vì đi vào giờ này á thì đường vắng nè, ít xe nè, ít khói bụi nè, cho nên là đi cái con đường này á gần tới chợ Hóc Môn là nghe cái mùi cá nướng nó cực kỳ thơm luôn á cả nhà. Vào cái khoảng thời gian này, vào năm ngoái cả nhà, là dịch Covid chỉ mới bắt đầu bùng phát ở một số nơi như ở miền Trung đồ này nọ thôi, còn ở Sài Gòn mình thì chưa có nhiều. Cho nên là người dân thì người ta vẫn hoạt động bình thường, vẫn sinh hoạt, vẫn đi chợ rất là nhiều. Vào cái khoảng ngày mùng 10 tháng Giêng mà năm ngoái là chợ đông lắm cả nhà, chợ bắt đầu mà 6 giờ sáng là đã kẹt xe rồi. Nhưng mà năm nay thì tại vì dịch thì nó càng ngày càng bùng phát lên á, cho nên là người ta cũng ít ra đường nữa. Và cứ mỗi năm mà tới cái ngày này á cả nhà thì cậu Út của mình á là sẽ đi bán cá nướng, bán ở một góc chợ á cả nhà. Và Út là cũng phải dậy từ lúc mà 3 giờ sáng á để chuẩn bị á, xong rồi tầm khoảng 6 giờ thì sẽ có người ra mua à cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cầu ước của mình là dậy từ lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ ở cả nhà, và cũng đã nướng được rất là nhiều cá luôn. Và Út nói thì cá lớn thì sẽ có con là tầm khoảng 100.000, 120 tùy con, và cá nhỏ thì có con 60, có con 50, nói chung là tùy, có kèm theo rau lang với lại bịch mắm nêm nữa nha. Chợ Hóc Môn ở cả nhà, và đi tới đâu thì mình cũng thấy người ta bán cá nước hết trơn, ở trong chợ và ở ngoài chợ thì chỗ nào cũng bán cá hết. Kể cả những một cái cô bán đồ hủ chiên á, cô cũng có một cái lò nhỏ nhỏ để nướng mấy con cá để bán nữa cả nhà. Và mình ở đây thì lúc mà mình đi chợ thì mình có thấy có người mua cá để về phóng sanh ở cả nhà, cá mực đồ để về phóng sanh nữa, và mình thấy người ta mua với số lượng rất là lớn luôn. Qua chỗ bán chè, thấy chỗ bán chè đông quá trời đông, cái xong rồi mình cũng vô, mà lúc này là còn sớm lắm nha cả nhà. Có lần có cái clip mà mình nói muốn vô mua chè của chỗ cái cô này là phải đi thiệt là sớm để mới mua được, tại vì bây giờ là cô bán là gần, cũng gần hết rồi nè cả nhà, tầm khoảng 7 giờ mà quay lại là hồi lát nữa là cô đem thao đi về luôn á, có nghĩa là hết chè luôn ở cả nhà. Mình thấy cá nướng ở đây á, chỗ nào người ta bán cũng có một giá cả nhà. Cá to thì bán 100.000 một con, cá nhỏ thì bán tầm khoảng 50-60.000 một con, và kèm theo là sẽ có một bó rau lang với lại một cái bịch mắm nêm. Nói chung là cái rau lang với lại bịch mắm nêm á, thì cũng tùy chỗ bán, có người người ta không có kèm theo nhưng mà có người thì người ta cũng cho. Cái hồi mà mùng 10 tháng giêng á cả nhà là cũng nhằm vào ngày chủ nhật á, cho nên là người thường thường thì chủ nhật người ta đi chợ rất là trễ, cho nên là cũng phải tầm 7-8 giờ gì đó thì chợ mới náo nhiệt, mới đông đúc hơn một chút á cả nhà. Cái ngày vía thần tài ngày mùng 10 tháng giêng á cả nhà, thì hồi xưa mẹ mình kể là người ta cúng ít lắm, người ta chỉ cúng có một dĩa là gồm có muối nè, trứng với lại tôm thôi à cả nhà. Nhưng mà sau này á là kiểu người ta cũng biến tấu nhiều hơn á, người ta cúng có mâm ngũ quả, rồi có người cúng heo quay nữa cả nhà. Nói chung là theo như mình tìm hiểu là vậy á. Và vlog ngày hôm nay thì xin được kết thúc tại đây thôi. Và Tết thì cũng đã qua từ rất là lâu rồi, mọi người cũng đã trở lại làm việc rồi, thì năm mới mình chúc cả nhà sẽ làm ăn phát tài nha. Và cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi hết vlog này nha. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nè, nhớ nhấn chia sẻ nữa. Và cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những vlog tiếp theo. Bye bye.